trước diễn biến phức tạp, khó lường của mưa lũ, ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh thành miền Bắc, gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản. Người dân trên cả nước đã chung tay quyên góp, kêu gọi sự hỗ trợ để gửi tới đồng bào vùng bị ảnh hưởng. Trong số này, đáng chú ý là hình ảnh người dân tại các tỉnh miền Trung quây quần nấu hàng nghìn chiếc bánh chưng để gửi đến bà con vùng lũ như một hành động tương trợ lúc khó khăn. Cụ thể, trong ngày 10 tháng 9, người dân tại Nghệ An, Đà Nẵng, Thanh Hóa đã quây quần nấu bánh chưng số lượng lớn để gửi đến bà con vùng lũ tại miền Bắc. Ông Phan Đình Hà, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An cho biết, hưởng ứng lời kêu gọi ủng hộ các tỉnh phía Bắc bị ảnh hưởng bão, người dân huyện Thanh Chương cùng nhiều địa phương khác đã cùng nhau góp sức ủng hộ đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng bão lũ. Sáng ngày 10 tháng 9, tại một góc sân nhỏ tại trường mầm non Tư Thục Nam Thanh, thị trấn Dùng, huyện Thanh Chương, không khí gói bánh chưng của các cô giáo, người dân diễn ra khẩn trương. Không ai bảo ai, mỗi người một công việc, người thì chẻ lạt, người gói lá rong, đãi gạo, rửa đậu. Sau khi các nguyên liệu đã được chuẩn bị đầy đủ, mọi người lại cùng nhau gói bánh chưng. Chỉ ít giờ đồng hồ, hàng trăm chiếc bánh chưng đã được gói xong. Theo người dân trong khu vực, vùng bão lũ miền Trung hàng năm phải trải qua các đợt mưa lũ, nên hiểu hơn ai hết cảnh chạy lụt, thiếu thốn nước sạch và bữa ăn hàng ngày. Những năm trước ở vùng lũ Thanh Chương đã đón nhận rất nhiều món quà sẻ chia của người dân cả nước. Trong trận đại hồng thủy này, việc chung tay góp sức như một cách để tương trợ lẫn nhau. Người có gạo góp gạo, người có lá rong góp lá rong, mỗi người một chân một tay để hướng tới đồng bào miền Bắc. Cùng ngày, nhiều địa phương tại thành phố Đà Nẵng và tỉnh Thanh Hóa cũng đồng lòng tổ chức gói bánh chưng cứu hộ. Chỉ trong ngày 10 tháng 9, người dân tại xã Thăng Long, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa đã quyên góp ủng hộ kinh phí. Gói 700 cái bánh chưng và hàng trăm thùng mì tôm, lương thực thiết yếu, sữa để gửi đến bà con vùng lũ phía Bắc. Cũng tại Yên Bái, nước lũ trên sông Hồng dâng cao đã làm cô lập nhiều khu dân cư. Nhiều người dân cho biết chưa bao giờ họ chứng kiến cảnh tượng nước lũ dâng cao và chảy xiết như bây giờ. Nhiều người dân đã phải tháo chạy khỏi nơi cư trú trong sợ hãi. Sau đây là ghi nhận của phóng viên VTC14. Trạm thu phí cao tốc nút IC14 đoạn qua địa bàn huyện Văn Yên bị ngập sâu hàng mét nước. Nhiều phương tiện phải quay đầu hoặc đỗ tạm dọc đường chờ nước rút như thế này. Để di chuyển vào bên trong thị trấn Mậu A, người dân chỉ còn cách chèo thuyền. Anh Nguyễn Quang Minh và vợ có mặt tại trạm thu phí từ sớm. Nước lũ lên nhanh nên anh phải đưa vợ đi xin sớm hơn dự định ban đầu. Thì tình hợp lụt dưới chỗ nhà ở tôi là ngập hết đường rồi. Bây giờ không đi được, bây giờ phải đi bằng thuyền. Vợ em thì dự sinh là 3 ngày nữa nhưng mà em đi trước. Nếu ở nhà không đi được. Tôi cũng mong là tình hình ngập lụt sẽ giảm đi chứ không bây giờ bà con nhân dân rất là khổ. Nhiều người dân cũng bày tỏ lo lắng, bất an khi chứng kiến dòng nước lũ ngày càng dâng cao. Theo họ, chưa năm nào huyện Văn Yên bị ngập sâu đến thế. Cái địa bàn thị trấn huyện Văn Yên, thị trấn Mậu A này thì cũng đang có rất là nhiều điểm cô lập, phải đến 6-7 điểm và cũng có những cái điểm mà hiện tại là không tiếp cận nữa. Nó quá là kinh khủng bởi vì là từ khi mà có nước lớn là gần như là dân không ai dám ngủ. Ngoài việc chở người dân, những chiếc thuyền cũng được huy động tối đa để vận chuyển nước uống, mì tôm, nhu yếu phẩm cần thiết vào các vùng ngập lụt trên địa bàn huyện Văn Yên. Nên nhanh hơn mọi năm, mà thường thường là hay về đêm là nhiều, nên là bà con không thể chống đỡ nổi. Công tác chở đồ cứu trợ cho bà con thì chỉ chở được nguyên hàng thôi. Từ sáng đến thời điểm bây giờ là tôi chở được khoảng 5 chuyến. Do ảnh hưởng của nước sông Hồng dâng cao trên báo động 3 đã gây ngập úng lớn, chia cắt nhiều thôn, tổ, hộ gia đình. Hàng loạt tuyến đường, khu dân cư trên địa bàn thành phố Yên Bái đang bị ngập sâu từ 3 đến 4 mét như thế này. Cá biệt có những nơi bị ngập từ 5 đến 6 mét. Giữa mênh mông biển nước, người dân đã phải chuyển mọi sinh hoạt lên tầng 2 và tầng 3. Tuy nhiên, mực nước đang dâng cao lên mỗi ngày, khiến cho người dân lại càng bất an và lo lắng hơn trong chính ngôi nhà của mình. Nhà ở đây là ngập rất là sâu và cuộc sống bị xáo trộn, bây giờ trong nhà là ngập hơn 3 mét.
Năm nay hơn 50 tuổi nhưng mà chưa bao giờ tôi chứng kiến một cái cảnh nước nó lên nhanh như thế này. Chiều mùng 10 tháng 9, khi mực nước ngày càng dâng cao, nhiều người dân đã phải tháo chạy khỏi ngôi nhà đang sinh sống. Sợ rồi chứ không phải là sợ. Đấy, nên là vì cuộc sống bây giờ thì như hôm nay thì tôi đúng là không còn gì để nói nữa rồi. Nước còn tiếp tục lên và dự báo người dân sẽ có một đêm trắng để chạy lũ. Mưa lũ những ngày qua đã gây thiệt hại nặng nề tại các địa phương. Hiện đã có hơn 150 người chết và mất tích, hàng chục ngàn ngôi nhà bị hư hỏng cùng với hàng ngàn hecta hoa màu bị ngập lụt. Ghi nhận của VTC14 tại Bắc Giang. Sau khi mất mùa vải, gia đình anh Chu Văn Trung đặt hy vọng vào vườn táo năm nay có thể kéo lại. Thế nhưng, sự hy vọng ấy đã bị cuốn trôi theo dòng nước lũ, khi giờ đây hoa màu mất trắng. Sau cơn bão đi qua thì từ nhà cửa, cây cối hoa màu gần như là mất hết, không còn gì. Gia đình nhà bà Chu Thị Hy là một trong những hộ nghèo. Hoàn lưu sau bão số 3 đã khiến cho ngôi nhà của bà bị tốc mái, phải di rời sang khu vực khác để tránh trú. Nhà đổ tốc mái rồi, bây giờ con không có chỗ ở, nghèo cá nghèo, bà bảo mày cá nghèo này mày chuyển sang nhà tắm bà ở thôi, không có thể bà giúp thế nào được rồi. Bây giờ chỉ nhà nước yêu cầu hỗ trợ cho một. Thôn Khuyên Kéo, xã Biển Động có 172 hộ dân, đa số là hộ nghèo. Trước bão số 3, địa phương đã lên kế hoạch di rời 20 hộ dân. Hiện nay thì đối với địa phương thì thôn Khuyên Kéo là chúng tôi hiện nay là đang liên lạc để thực hiện là xem việc thiệt hại. Thế còn về những cái thôn mà không bị chia cắt thì chúng tôi đã kịp thời hỗ trợ những cái gia đình mà bị tốc mái, rồi những hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn thì đều là hỗ trợ bằng gạo, rồi mì tôm và nhu yếu phẩm để bà con ổn định cuộc sống. Thế và cũng đã cùng với các lực lượng là hỗ trợ nhân dân dọn dẹp rồi chặt cây xanh. Thế đặc biệt là những cái khu vực bị hư hỏng thì chúng tôi đã bố trí tất cả các lực lượng để bảo vệ canh gác, không cho người phương tiện đi qua để ảnh hưởng đến tính mạng. Đối với những cái khu vực sạt lở thì chúng tôi trên địa bàn xã là có 3 điểm sạt lở. Một là cái quốc lộ 31 bây giờ bị sạt lở rất là sâu thì chúng tôi đã bố trí lực lượng canh gác từ mấy ngày nay. Thế rồi đường trục lên xã Kim Sơn thì cũng đã sạt lở dọc bờ sông, đã nước đánh vào hầm ếch cũng rất là nguy hiểm, chúng tôi đã bố trí lực lượng. Mưa lũ cũng khiến cho nhiều khu vực bị sạt lở. Thưa quý vị, hiện tại thì tôi đang có mặt tại điểm sạt lở ở thôn Đồng Man, xã Biển Động, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang. Ở đây thì điểm sạt lở đã xảy ra từ tối hôm qua. Hiện lực lượng chức năng thì đang khắc phục sự cố để có thể lưu thông được giao thông trên tuyến đường này. Xác định có khu vực sạt lở tại tuyến quốc lộ 31 thuộc xã Biển Động. Thì lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện cũng như lãnh đạo Ủy ban nhân xã, các cơ quan chức năng đã tiến hành gọi máy cũng như các điểm sạt lở để tiến hành múc đất cũng như san lấp lại các khu vực khắc phục để cho người dân tham gia giao thông bình thường. Để sớm ổn định cuộc sống của người dân, hiện tỉnh Bắc Giang đang tích cực thống kê, kiểm đếm thiệt hại để sớm hỗ trợ cho các gia đình bị ảnh hưởng do mưa lũ.